về cái chẩn đoán và điều trị bệnh gút. Đấy, thế thì cái bài nói chuyện của thầy sẽ gồm có 4 phần. Thì như các bạn biết rằng là phần đại cương của bệnh gút thì sẽ cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về về cái bệnh, các bạn sẽ hình dung rõ ràng về cái bệnh, và các bạn sẽ khi mà nắm được cái đại cương thì các bạn có cơ sở để các bạn giải thích, rồi những các cái triệu chứng lâm sàng khi các bạn đi học ở trên bệnh viện, và các bạn nắm được những nguyên tắc điều trị. Thế về cái vấn đề thứ hai là cái chẩn đoán bệnh gút thì sẽ giúp cho các bạn trực tiếp cái về cái chẩn đoán được bệnh, nhưng mà các bạn vì là các bạn đã học cái công thức chẩn đoán xác định của thầy Ngọc rồi, nên thầy Ngọc sẽ đi theo đúng những các cái điều mà thầy Ngọc đã dạy cho các bạn Y3 theo cái công thức chẩn đoán xác định 2 bước của thầy. Vấn đề cái thứ ba là vấn đề về điều trị bệnh gút thì các bạn sẽ nắm được những các cái cập nhật, những các nguyên tắc cơ bản cũng như là cái vấn đề về 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 điều trị cái bệnh gút này. Và cái tư là một số nguyên tắc là về dự phòng thì sẽ giúp cho các bạn về vấn đề tư vấn bệnh nhân. Cái như các bạn biết là cái bản chất của cái bệnh gút ấy, nó là một cái bệnh mà gọi là viêm khớp vi tinh thể. Nó khác so với cả những các cái viêm khớp khác của cái như là viêm khớp do lupus hoặc là viêm khớp do cái những các cái viêm khớp dạng thấp chẳng hạn, thì đấy là cái viêm khớp do bệnh lý tự miễn, thì còn đây là viêm khớp do vi tinh thể, là lắng đọng những các cái tinh thể urat ở trong cái những cơ quan đít và sẽ gây nên những các cái đặc điểm mà lâm sàng đặc trưng. Các bạn có nghe được thầy Ngọc nói không nhỉ? Alo, dạ, có. Các bạn có nghe được không? Dạ, bọn em nghe rõ. Ồ, rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, thế thì cái vấn đề cái nếu mà chúng ta nói là cái về bản chất ấy, thì nó là cái rối loạn chuyển hóa nhân puri, nó làm tăng cái sản xuất axit uric ở trong máu và lắng đọng ở các cái tổ chức đít gây nên cái bệnh. Thế thì có ba cái cơ quan đít mà nó gây mà axit uric nó hay lắng đọng, đó là thứ nhất là khớp, nó gây nên cái viêm khớp vi tinh thể tôi vừa nói các bạn. Cái thứ hai là ở những các cái cơ quan ở thận là cái nơi mà đào thải axit uric, và cái thứ ba là những các cái tổ chức dưới da, đặc biệt ở vùng cạnh khớp, nó là atrophy. Thế thì cái bệnh này thì các bạn thấy rằng là nó có rất là nhiều những các cái biến chứng nặng nề, ví dụ như là vỡ, rồi nhiễm trùng atrophy gây nhiễm trùng máu, hay là ở thận thì nó có thể gây sỏi thận, lắng đọng cái tinh thể urat gây sỏi thận, và có những các cái bệnh nhân là bị ứ nước, ứ mủ đại bề thận và phải coi như là phẫu thuật cắt thận. Thế rồi cuối cùng là nó giai đoạn mãn tính, nó sẽ dẫn đến suy thận, hay là khi một số những bệnh nhân mà dùng thuốc không đúng thì có thể gây nên sốc phản vệ do dùng thuốc. Thế thì bệnh này như các bạn biết rằng là nó điển hình là cái ở nam giới và tuổi trung niên, hoặc là ở nữ giới thì ở cái độ tuổi sau mãn kinh. Và tại sao mà chúng tôi cũng muốn giảng cái bài này cho các bạn, bởi vì là nó là một cái bệnh phổ biến mà các bạn rất có nhiều những các cái cơ hội để bạn gặp. Đó là cái nó đứng hàng thứ tư trong số 15 cái bệnh khớp nội trú thường gặp nhất. Thế thì cái về cái nguyên nhân thì các bạn nhìn thấy là có 3 nguyên nhân chính là nguyên phát, thứ phát và bất thường của enzyme. Thì 90% đó là những các cái biểu hiện là những trường hợp mà gút là gút nguyên phát. Đấy, thế thì cái các bạn nhìn thấy là cái gút nguyên phát là có cái tính chất gia đình và thường do những yếu tố mà khởi phát là do ăn uống, rồi nguyên nhân đa phần là do nó ảnh hưởng cái giảm bài tiết axit uric. Thế thì cái gút thứ phát là những cái trường hợp mà nó rất là đặc biệt, nó không giống như là những các cái trường hợp thông thường. Đấy, tức là ví dụ như là nếu mà các bạn nhìn thấy ví dụ như là cái gút nguyên phát là ở nam giới độ tuổi trung niên hay là nữ giới sau mãn kinh, thì là gút thứ phát có thể ở bất kỳ tuổi nào, bất kỳ giới nào. Thế thì nguyên nhân là do những các cái bệnh mà nó gây nên cái rối loạn chuyển hóa axit uric, ví dụ như là bị tổn thương thận, suy thận mạn thì gây nên giảm cái bài tiết của axit uric qua đường nước tiểu.
hoặc là do những các cái bệnh lý về máu, thì là đặc biệt là những bệnh leukemia mà cần phải dùng hóa trị liệu thì sẽ gây tiêu tế bào quá mức, tăng sản xuất các cái nhân purin và tăng sản xuất cái acid uric, thì tạo ra cái là nguyên nhân của gây hút thứ phát, mà đặc biệt là do thuốc, là ví dụ như corticosteroid chẳng hạn. Thế thì cái nhóm thứ ba thì các bạn sẽ rất là ít gặp, bởi vì trên thực tế là cái hút bất thường enzyme thì thường ngày xảy ra ở những các cái thiếu niên, thường thường có những các cái bệnh nhân mà nhi khoảng 10 tuổi đã bị các cái khớp đã bị biến dạng cách nặng nề, hoặc là do đã suy thận, và họ những các cái bệnh nhân này hiếm khi mà sống đến cái tuổi trưởng thành, nên các bạn cũng ít gặp ở trong cái thực hành lâm sàng. Thế thì bây giờ cái cơ chế của bệnh sinh của bệnh gút thì là do cái lắng đọng của tinh thể urat. Thế thì cái các bạn nhìn thấy nên người ta gọi đấy là viêm khớp vi tinh thể. Thế thì cái tinh thể thường thường là ở giai đoạn đầu tiên của bệnh gút là cái lắng đọng những các cái tinh thể urat không có triệu chứng ở trong mô, ví dụ như là ở sụn khớp. Thế thì khi mà dần dần thì trong một số những điều kiện nhất định thì ở những đối tượng có yếu tố nguy cơ, ví dụ như là sau những các cái ăn uống thịnh soạn, bia rượu thịt chó, hoặc là trong những trường hợp mà mắc những các cái bệnh gian phát như là nhiễm khuẩn hay bị chấn thương, thì là sẽ có những yếu tố mà kích hoạt những các cái làm cho cái hạt tô microtrophies, tức là những hạt mà vi hạt tô phi ở trong khớp nó bị bỡ ra. Thì cái tinh thể urat nên tiếp xúc với cái mạch máu của màng hoạt dịch và khởi động các cái đáp ứng miễn dịch với cái sự giải phóng tinh thể interleukin 1. Các bạn nhìn thấy ở trong cái trên cái cơ bản giải phẫu bệnh thì có rất là nhiều, đây là cái trắng trắng này là những các cái tinh thể urat, và đây là những các cái biểu hiện của thâm nhiễm của những các cái tế bào có thẩm quyền miễn dịch, và người ta thấy rằng những tế bào này tiết ra rất nhiều interleukin 1. Thế thì cái việc phát hiện này thì nó mở đường cho vấn đề về tạo ra một loại thuốc mới để điều trị cái bệnh gút, kháng trị với cả những các loại thuốc khác, đó là cái thuốc ức chế interleukin 1. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ hệ thống lại cái công thức chẩn đoán xác định. Thì các bạn thấy rằng cái gồm có hai phần. Cái phần đầu tiên đó là cái phần các bạn nêu được cái bệnh chính và các cái bệnh kèm theo. Như tôi muốn nhắc các bạn là cái bệnh lý kèm theo, thì vì đây là cái bệnh chính là bệnh khớp, nên bệnh kèm theo là sẽ bệnh khớp khác, bệnh ngoài khớp, những biến chứng của bệnh khớp, bệnh ngoài khớp và biến chứng do điều trị, đặc biệt là do dùng thuốc. Thế thì cái vấn đề này rất là quan trọng, bởi vì là cái đây nó sẽ được nêu lên theo cái ICD-10, tức là cái bảng phân loại danh pháp quốc tế về bệnh, và sẽ ở trong cái bệnh án của các bạn, bệnh án của bệnh nhân. Ví dụ như là các bạn sẽ ghi là gút chấm loãng xương, đầu viết hoa nhé, tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm dạ dày, sỏi thận phải. Thế thì các bạn nhìn thấy ở đây là tôi highlight cái gút và loãng xương, đúng không, là bệnh khớp và bệnh khớp khác, bởi vì là trên thực tế thì nó sẽ tạo điều kiện cho các bạn dễ dàng là các bạn coi như là biết rằng à, chúng ta phải điều trị những các cái bệnh khớp nào. Thế còn những các cái bệnh khớp, những các bệnh ngoài khớp hay là biến chứng còn lại thì các bạn đưa ra phía sau, và các bạn xếp theo một cái trình tự, cái bệnh nào quan trọng nhất thì bạn đặt ở phía trước, còn ở những các bạn ít quan trọng hơn để phía sau. Đây là theo một cái trình tự như vậy. Và tất cả về sau này thì các bạn đều phải đánh mã ICD-10 vào trong cái bệnh án. Thế cái điều này một cái nhắc nhở cho các bạn đơn giản thế thôi, nhưng mà vô cùng quan trọng, bởi vì là nếu mà các bạn mà viết trong cái phần mà trong cái tên, trong cái bệnh án ấy, trang đầu tiên của bệnh án mà các bạn đánh mã số viết đầy đủ như này và đánh mã số ICD-10 thì bảo hiểm sẽ thanh toán cho các bạn cái bệnh, những chi phí y tế cho bệnh nhân. Tuy nhiên nếu mà các bạn mà không ghi vào thì bảo hiểm y tế sẽ trừ hết tất cả, sẽ xuất toán, và tất cả những chi phí y tế mà không được bảo hiểm công nhận
thì các bạn sẽ phải trả tiền. Thế và có những cái bác sĩ thì cũng đã phải trả mất khoảng vài chục triệu. Đấy, nên đưa ra là cái việc mà thầy Ngọc mà giảng cho các bạn như thế này là rất là quan trọng, giúp cho các bạn tránh được những các cái chi phí mà không cần thiết. Thế thì cái vấn đề về cái sau khi mà các bạn làm cái phần 1 thì các bạn tiếp theo trong phần 2, thì cái phần 2 này là 7 tiêu chí của bệnh chính. Thế thì cái 7 tiêu chí bệnh chính này nó chỉ ở trong cái bệnh án sinh viên của các bạn thôi. Bởi vì là khi mà sau khi mà các bạn khám xong, các bạn tổng hợp lại thì đây giai đoạn 7 giai đoạn 7 cái tiêu chí của bệnh ấy, thì nó lại chính là cái phần các bạn tổng hợp lại. Khi mà các bạn tổng hợp lại đánh giá toàn bộ tất cả những các cái khía cạnh của bệnh như này thì nó sẽ giúp cho các bạn xác định được toàn bộ cái khuôn mặt và những cái đặc điểm của bệnh và giúp cho bạn điều trị cá thể từng bệnh nhân. Ví dụ như là thầy nói ở đây là gút nguyên phát này, mãn tính, mức độ hoạt động bệnh mạnh, biến chứng của sỏi thận phải, loãng xương, tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm dạ dày, tiền sử uống rượu, hút thuốc lá 20 năm lạm dụng corticoid. Thế thì khi mà các bạn biết rằng ví dụ như là gút ở đây các bạn tên này, gút nguyên phát, thì các bạn biết rằng là không có một cái bệnh lý thứ phát kèm theo, thì các bạn nếu bình thường có cái bệnh án, có những biểu hiện mà thứ bệnh nguyên nhân bệnh thứ phát thì các bạn phải điều trị cả cái bệnh thứ phát nữa. Mạn tính thì các bạn biết rằng là đã có cái lắng đọng những tinh thể urat ở các cái mô đích rồi, hay là mức độ hoạt động mạnh thì các bạn phải điều trị ngay lập tức và tích cực. Biến chứng sỏi thận phải, loãng xương, tăng huyết áp, những cái này thì là các bạn chắc chắn là các bạn phải đưa những các cái biến chứng này vào cái phần bệnh chính. Đây, phần bệnh chính là các bạn ghi hết tất cả ở đây. Thế và các bạn lưu ý rằng ví dụ như là ở đây có biến chứng sỏi thận, loãng xương, tăng huyết áp, đái tháo đường, thì các bạn lấy cái loãng xương này là cái bệnh khớp khác, các bạn đưa ngay lên trên, ngay cái phía sau cái bệnh gút, thì để các bạn sẽ cùng lúc các bạn sẽ chú ý đến điều trị gút và loãng xương. Thế còn những các cái bệnh khác các bạn ghi ra như thế này là các bạn phải điều trị cả những bệnh chính và các bệnh kèm theo. Còn các bạn khi các bạn ghi tiền sử uống rượu, uống thuốc lá là và lạm dụng corticoid thì đây là chính là những cái vấn đề mà các bạn phải tư vấn cho bệnh nhân, phải khuyến cáo bệnh nhân bỏ rượu hay là bỏ thuốc lá hay là tránh những các uống thuốc đông y hay là những các corticoid, những các thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc, họ thêm những các cái corticoid này vào trong cái thành phần của cái thuốc đông y. Thế nên chính như vậy là bệnh nhân bị lạm dụng corticoid hoặc là bệnh nhân sau này thì tự động mua những các cái thuốc corticoid này để chữa bệnh của mình thì có thể gây nên rất nhiều những tai biến. Thế ví dụ như là thầy Ngọc hướng dẫn cho các bạn 7 tiêu chí chẩn đoán bệnh gút, cái này là tất cả các bạn sinh viên đều phải cố gắng là các bạn thực hiện. Ví dụ như là các bạn nói là tên bệnh gút là ok, nhưng mà khi mà thầy Ngọc hỏi là các bạn chẩn đoán theo tiêu chuẩn nào thì các bạn phải chẩn đoán là bạn phải nêu là rõ ràng là thưa thầy em chẩn đoán theo tiêu chuẩn Bennett-Ut 568 hoặc tiêu chuẩn của đồng thuận Mỹ Âu năm 2015. Thế có những các cái bạn sinh viên thì các bạn lại nêu ra luôn là cái triệu chứng của bệnh, em thưa thầy em chẩn đoán bệnh gút vì bệnh nhân có những ABC có tiêu chuẩn này. Thế thì cái đấy là hoàn toàn là không chính xác, bởi vì là cái mỗi một cái tiêu chuẩn chẩn đoán lại có những các cái hệ thống các tiêu chí khác nhau. Và đầu tiên bạn phải nói rằng định hướng cho người ta là tôi chẩn đoán theo tiêu chuẩn này và tôi dựa trên những tiêu chí này thì mới là hợp lý. Các bạn hiểu không? Thế riêng các bạn thầy Ngọc mà hỏi cái trình bày cho các bạn để theo đúng cái hướng dẫn cho bạn theo đúng cái tiêu chí như này là các bạn đã được cái điểm tốt trên cái thi lâm sàng. Cái nguyên nhân là gút nguyên phát thứ phát thì các bạn đều biết rồi. Cái thể bệnh thì gút cấp mạn tính các bạn biết rồi. Cái vấn đề giai đoạn của bệnh thì là có 4 giai đoạn. Ở đây thì thường thường là trong cái thực hành lâm sàng chúng ta hay gặp giai đoạn gút cấp và gút mạn tính. Và trong một số trường hợp những các cái bệnh nhân mà bị tăng axit uric máu không có triệu chứng thì chỉ khám trong trường hợp mà bị đi khám những các cái bệnh
bệnh lý khác khớp hoặc là tình cờ khi đi khám sức khỏe thì là người ta mới phát hiện ra cái này. Thế nhưng mà tuy nhiên là đây là cũng là một cái biểu hiện đầu tiên là gợi ý đến bệnh gút. Thế nên nên ra các bạn, và các bạn cũng cần phải lưu ý đến cái tình trạng tăng axit máu này để các bạn gợi ý bệnh gút và có khuyên bệnh nhân có cái thái độ dự phòng. Vấn đề mức độ hoạt động bệnh thì trong sách giáo khoa không nêu, nhưng mà các bạn ở đây có rất nhiều những cái tiêu chí để các bạn đánh giá mức độ hoạt động của bệnh, ví dụ như là chỉ số đau VAS, hay là các bạn đánh giá số gốc xương, số gốc đau, tổn thương trên X quang, vi lăng viêm, nồng độ axit máu và mức độ tàn phế, tức là khả năng vận động của bệnh nhân bị hạn chế ở mức độ nào. Tiếp theo các bạn đánh giá biến chứng của bệnh. Thế nhưng mà các bạn chỉ đưa vào trong cái biến chứng của bệnh khi mà các bạn đưa thành bệnh ấy, thì khi mà nó phải có những các đúng theo cái ICD-10. Ví dụ như là biến dạng khớp thì nó các bạn không đưa vào trong cái chẩn đoán, vì tôi các bạn nhìn thấy ngay lúc đầu tôi không đưa chẩn đoán vì nó là nó thể hiện của là cái gút mạn tính rồi. Và nó không phải thuộc về ICD-10, nó không có cái trong mục đấy. Thì nó còn cái phần viêm dạ dày, tăng huyết áp, đái tháo đường, loãng xương, sỏi thận thì các bạn phải đưa vào trong cái phần mục là phần các cái bệnh lý kèm theo. Vấn đề đặc điểm của bệnh nhân thì các bạn tiền sử uống rượu, hút thuốc lá, thì cái này là tôi vừa mới nhắc các bạn đấy, chính là những các cái mục tiêu để cho các bạn khuyến cáo cho bệnh nhân, tư vấn cho bệnh nhân để bỏ những các cái tập thói quen chưa tốt ở trong sinh hoạt. Như vậy cái công thức chẩn đoán xác định nó sẽ được viết là các bạn viết là gút, bệnh chính viện kèm theo các bạn viết là như này. Trong bệnh án các bạn có phải nêu được cái phần này là phần gút, bệnh chính bệnh kèm theo là gút, loãng xương, tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm dạ dày, sỏi thận phải. Phần thứ hai là 7 tiêu chí. Thế có những các cái bạn thì lại viết luôn 7 tiêu chí vào cái phần gút này. Các bạn đọc luôn hết tất cả cái này xong rồi các bạn lại đọc thêm phần còn lại. Nhưng trên thực tế là thầy Ngọc muốn các bạn viết cái phần 1 này là ICD-10, tức là nó chỉ có name, là có tên của bệnh thôi. Và các bạn nên nhớ là sau mỗi một cái bệnh các bạn có dấu chấm nha, và sau đó lại viết hoa nha. Thế có những các cái bạn nội trú, nhất là các bạn nội trú hay viết là gạch ngang. Thế thì khi mà các bạn viết dấu gạch ngang ấy, thì là không hợp lý, bởi vì là gạch ngang là thể hiện là cái sự ngang bằng. Cái sự ngang bằng, nhưng trên thực tế các bạn thấy rõ ràng là không ngang bằng không? Không bao giờ có sự ngang bằng, các bạn công nhận không? Cái bệnh lý gì quan trọng nhất là các bạn phải đặt lên đầu tiên, đúng không? Thế không thể nào mà bạn nói rằng là đặt cái dấu ngang bằng được. Thế nên các bạn phải rất lưu ý đến trong cái trường hợp như thế này. Đấy. Các bạn phải nốt lại cái này nhá, bởi vì là cái này là cái quan trọng, là cái thầy Ngọc khi hỏi thi các bạn là thường hay hỏi thi theo đúng cái nguyên tắc như vậy. Thế thì bây giờ cái đứng trước khi mà bệnh nhân mà khi mà vào viện, bây giờ chúng ta ấy, thì thường là họ hay có một cái biểu hiện về cơ xương khớp, thì hoặc là một cái cấp tính viêm khớp cấp do gút, hoặc là một cái biểu hiện của cái gút mạn tính. Thế thì như vậy thì các bạn có thấy rằng là có nên ở đây tôi phân ra các bạn là có những các cái đặc điểm về lâm sàng, tức là có hai cái trường hợp chính, đó là một là viêm khớp cấp tính do gút, cái thứ hai là cái vấn đề cái đợt cấp của cái gút mạn tính. Thì thầy hướng dẫn cho các bạn những các cái đặc điểm chính. Thế các bạn nhìn thấy ở đây là năm cái đặc điểm chính của cái viêm của gút cấp không? Ví dụ như là tổn thương ở cái đặc biệt ở khớp bàn ngón chân cái và khớp vị trí dưới, đau sưng dữ dội, có dấu hiệu đỏ khớp, tiến triển thành đợt, tức là có nghĩa là sau khoảng 2 tuần thì là bệnh nhân khỏi hẳn, không đi lại bình thường. Đáp ứng tốt colchicin thì các bạn lưu ý rằng trước đây thì là colchicin là thường người ta hay dùng cái test colchicin là 3, 2, 1. Nhưng hiện nay thì
chúng tôi chỉ khuyên các cái bác sĩ tương lai là chỉ dùng có một viên một ngày thôi nha. Đấy, uống vào buổi tối. Và các bạn dùng trong vài ba ngày, bạn có thể trong trường hợp mà bạn nghi ngờ là bệnh nhân có viêm khớp do cung cấp tính do gút thì bạn có quyền được cho dùng colchicine một viên một ngày trong ba ngày. Các cái tổn thương của gút mãn tính thì nó không như là gút cấp tính, các bạn nhìn thấy ở đây nó khác hẳn. Nó có ba cái trường hợp quan trọng. Một là có cái lắng đọng hạt những các cái tinh thể urat ở trong cái tổ chức dưới da, đó là tophi. Cái thứ hai là cái viêm khớp mãn tính biến dạng do gút. Và cái thứ ba tổn thương thận. Các bạn lưu ý đây là chính là cái ba cơ quan đích. Đấy, các bạn nên lưu ý thế nha. Thế bây giờ các bạn mô tả atrophy, tức là khi mà thầy Ngọc hỏi các bạn, hỏi thi các bạn là những các cái trong trường hợp nào bạn chẩn đoán là gút mãn tính thì nó khi bệnh nhân có một trong ba những cái biểu hiện này. Thế có những câu hỏi mà thầy Ngọc thường hay hỏi các bạn sinh viên khi thi, đó là một cái bệnh nhân mà 20 năm liền chỉ bị những các cái đợt cấp tính của gút cấp tính không? Của gút cấp tính thì có được chẩn đoán là coi như là gút mãn tính hay không? Đấy, thì 99% là các sinh viên, các bạn sinh viên là nói rằng là thưa thầy là đấy là gút mãn tính, thế là sai. Bởi vì nó những các cái mỗi một cái đợt mà gút cấp tính thì nó chỉ kéo dài trong khoảng 1 đến 2 tuần thôi. Thế thì như vậy thì các bạn không thể nào dựa vào cái thời gian của cái gút cấp tính để các bạn xác định đây là gút mãn tính được. Mà các bạn phải chỉ có thể xác định được khi mà nó có những các cái lắng đọng của cái tinh thể urat ở trong cơ quan đích. Đấy, các bạn nên lưu ý cái đấy nha. Tức là chỉ khi mà các bạn đánh giá được là gút, là được coi là gút mãn tính thì có một trong cái ba cái triệu chứng như vậy. Một là atrophy, hai là cái viêm khớp mãn tính biến dạng ở gút, và ba là tổn thương thận. Cái này các bạn lưu ý nha, vì cái này là câu hỏi thi của thầy Ngọc thường xuyên đấy. Cái vấn đề về cái các bạn nhìn thấy chưa, ở đây các bạn thấy rõ ràng là cái những các cái hạt atrophy thì các bạn hiện nay thì đối với các bạn thì các bạn đã được hướng dẫn từ Y3 rồi, nên các bạn chắc chắn là các bạn phân tích được. Và cái hạt atrophy, nhưng mà các bạn cũng phải lưu ý rằng cái hạt atrophy đấy là những các cái hạt mà nó dưới da, nó ở đặc biệt là thường hay gặp ở vùng cảnh khớp hay là những cái vùng mô mềm. Thì các bạn nhìn thấy là da nó vẫn tương đối bình thường này, căng bóng lên này, ở dưới thì nhìn chất màu trắng này, đúng không? Thì vỡ ra để lại chất bột phấn chứ không phải là mủ nha, các bạn lưu ý. Đấy, đây là những các cái, đây là biểu hiện của gút mãn tính nha. Thế khi mà để chẩn đoán xác định, người ta chỉ cần chọc, lấy cái kim, lấy sinh thiết, lấy cái những các cái bệnh phẩm để người ta phát hiện dưới cái kính hiển vi thì phân cực, thì người ta có thể phát hiện ra được những cái tinh thể urat. Đấy là chẩn đoán xác định, đấy là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định cái bệnh gút nha. Thế còn đối với cái đặc điểm của viêm khớp mãn tính thì các bạn nhìn thấy có 4 đặc điểm nha, các bạn nhìn khác hẳn nhé. Về số lượng vị trí thì trước kia là bị chủ yếu các cái khớp ở chi dưới, thì bây giờ có thể ở chi trên nha. Cái thứ hai là bà bị nhiều khớp nha. Cái thứ hai là tính chất không còn là cấp tính mà đây là bán cấp hoặc mãn tính. Tức là sau khoảng 2 tuần những các cái đợt cấp thì là những các cái khớp không khỏi hẳn hoàn toàn mà vẫn bị đau, rồi sưng đau dai dẳng và gây hạn chế vận động cho bệnh nhân. Đấy, tức là mất cái tính chất đến chuyển hình đợt, và X quang có hình ảnh điển hình là ví dụ như là huyết xương hoặc hốc xương mà có cái dạng móc câu. Đây các bạn nhìn thấy, đây là những các cái huyết hốc xương này, huyết xương này, những các cái hạt hình bóng của hạt atrophy này. Đấy, các bạn nhìn thấy dấu hiệu bao mòn xương mà có những các cái gai xương đây. Đây là điển hình ở cái đã bao mòn ở đây là xa vị trí bám tận của màng hoạt dịch khớp và đầu xương. Đây là cái dấu hiệu mà phân biệt với cả cái viêm khớp dạng thấp. Và các bạn nhìn thấy có thêm nữa là có cái, tức là vị trí của cái bào mòn xương và vị trí có cái gai xương này. Đấy, bạn nhìn thấy nha. Đấy là chính là những gai xương này.
Những các cái hốc xương này là chủ yếu do có đây có những các cái hạt tu phi vào, nó sẽ gây tổn thương ăn vào xương như thế này. Thế thì cái chẩn đoán mới để chẩn đoán gút đó là cái các bạn vẫn luôn luôn các bạn xác định tiêu chuẩn vàng đó là tinh thiếu RAS nhé. Thì để phát hiện đấy thì thứ nhất là người ta soi trực tiếp thấy hình ảnh của cái tinh thiếu RAS dưới kính hiển vi phân cực hay kính hiển vi phân cực số hóa. Cái thứ hai là siêu âm và cái đoạn nội soi, và bốn là chụp cắt lớp vi tính năng lượng kép. Đây các bạn nhìn thấy khi mà chụp mà lấy cái bệnh phẩm là dịch khớp hoặc là cái hạt tô phi đấy, thì các bạn soi dưới kính hiển vi điện tử thì bình thường thì các bạn rất là khó tìm ra những cái kim. Bình thường là coi như là giống như là các bạn phải mò cái kim ở trong cái minh nhiệm, tức là bình thường đối với các bạn đó là cái nhiệm vụ bất khả thi, tức là như là tìm một cái cây kim ở trong cái đống rơm. Thế nhưng mà dưới kính hiển vi phân cực thì là những các cái kim này nó phát sáng lên, các bạn nhìn thấy không, những các hình kim và có hai đường nhọn, đấy là những tính chính là tinh thiếu RAS. Thế vấn đề cái thứ hai là siêu âm thì các bạn nhìn thấy đó là để phát hiện ra được những các cái lắng động tinh thiếu RAS ở xương khớp. Thế khi mà người ta siêu âm thì người ta sẽ thấy là ở đây siêu âm thì người ta thấy một cái đường này là chính là sụn khớp ở đây. Đấy, tinh thể đường đôi, dấu hiệu đường đôi, và cái thứ hai là đầu xương. Đây là phần không đen này là sụn khớp, thế là như vậy đây có dấu hiệu đường đôi. Thế và cái siêu âm phát hiện ra được những các cái vi hạt tô phi. Bạn nhìn thấy và khi mà đặt ở thường ở chế độ Doppler thì có thấy được những các cái tăng sinh mạch thể hiện rằng là những các cái sự tương tác của những các cái tinh thiếu RAS nó gây nên viêm ở màng ngoài dịch khớp, gây tăng cái tăng sinh mạch đấy, thể hiện phản ứng viêm màng ngoài dịch khớp. Đây là những tiêu chuẩn chẩn đoán sớm của bệnh. Đấy, nội soi khớp thì các bạn thấy rõ ràng là có thể chẩn đoán xác định được trên quan sát hoặc lấy bệnh phẩm, hoặc là các bạn có giá trị điều trị, tức là các bạn có thể là gọt bào rửa lấy tất cả những các cái lớp mà muối urat này, thì khi đó thì là các bạn có thể coi như là khiến cho cái giảm viêm và cái phục hồi được cái chức năng vận động của khớp. Cái phương pháp mà chụp cắt lớp vi tính năng lượng kép thì người ta dùng cái hai cái nguồn năng lượng. Một là cái năng lượng là 80 kV, thứ hai là 140 kV. Khi mà người ta chiếu như thế thì vào cái khu vực tổn thương người ta đặt ở đây thì các bạn nhìn thấy thì là dùng cái phần mềm máy tính, người ta thấy rằng những các cái đám mà hạt tinh thể urat ấy thì nó sẽ có màu xanh lá cây như này, thì người ta sẽ phát hiện được rất là nhanh chóng cái tinh thể urat và có bị hay không, và cái mức độ của nó ở mức độ nào, dựa trên đánh giá về cái khối lượng rồi thể tích của nó. Đây các bạn nhìn đấy. Thế thì cái phương pháp này nó có cái độ nhạy 87% và độ đặc hiệu 84%. Như vậy nó sẽ là một trong những các cái phương pháp mà chẩn đoán rất quan trọng trong cái chẩn đoán gút trong những trường hợp mà các cái xét nghiệm khác mà âm tính. Thế thì bây giờ cái tiêu chuẩn, các bạn thấy tiêu chuẩn của hội khoa học của Mỹ, các bạn nhìn thấy à? Thế thì cái của nó gọi là hội tiêu chuẩn đồng thuận Âu Mỹ năm 2015. Thế thì cái này nó rất là quan trọng, bởi vì là đây là một cái tiêu chuẩn chẩn đoán mới, và nó thích hợp cho cả những các cái trường hợp mà chẩn đoán về lâm sàng và những các cái chẩn đoán về cận lâm sàng. Các bạn có nghe thấy rõ không đấy? Bạn nghe rõ rồi. Cảm ơn các bạn. Thế các bạn có gì thì các bạn nói ngay với tôi nhá. Thế thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán đồng thuận Âu Mỹ này nó gồm có 3 phần. Thứ nhất là có 3 bước. Bước 1 là nếu mà một cái bệnh nhân mà có chỉ cần một cái khớp bị viêm hoặc là ba thân dịch bị viêm mà có những cái đối tượng yếu tố nguy cơ, ví dụ nam giới tuổi trung niên hay dùng thuốc, hoặc là một số những các cái bệnh mà có thể là gây nên gút thứ phát, thì là mình đưa vào là gây gút ngay.
Với thứ hai là mình tìm tinh dịch HoDAP luôn trong dịch khớp atrophy bằng các phương pháp như thầy Ngọc vừa nói các bạn. Nếu mà có thì thôi, coi như là bệnh nhân chắc chắn là được chẩn đoán là good rồi. Nhưng mà nếu mà không thì các bạn lại phải đi bước vào bước thứ ba. Bước thứ ba là các bạn đánh giá những các điểm lâm sàng, xét nghiệm sinh hóa và chẩn đoán hình ảnh. Thế thì cái lâm sàng thì người ta sẽ có những cái rất là thú vị. Người ta dựa vào một là đặc điểm của viêm. Ví dụ như viêm cơ bản ngón chân cái được 2 điểm, các khớp khác chỉ được 1 điểm thôi. Cái tính chất của đợt viêm, ví dụ như đỏ khớp không chịu được lực ép, tức là đau dữ dội đấy. Khi sờ vào đã, bệnh nhân đã coi như là đã gạt tay của ta ra đấy. Khó khăn khi đi lại là bệnh nhân gần như tàn phế. Thì nếu mà có một tính chất được 1 điểm, hai cái tính chất đấy được 2 và ba chất được 3 điểm. Thế thì cái đặc điểm về thời gian các bạn nhìn thấy thì với không đáp ứng, tức là thời gian đau tối đa, tức là trong vòng một ngày nó đau trở nên đau dữ dội này. Đấy, thì hoặc là cái khỏi triệu chứng trong vòng 14 ngày sẽ bình thường này, khỏi hoàn toàn giữa các đợt cấp. Thế thì với có những các cái tính chất này, nếu mà có một đợt thì một điểm, có đợt tái phát là 2 điểm. Thế thì như vậy thì các bạn nhìn thấy là ở đây đặc điểm lâm sàng thì riêng có đặc điểm lâm sàng này, về đặc điểm của viêm khớp có 2 này, rồi đặc tính chất đợt viêm là 2, 3 là 5 này, 5 cộng với cả 2 là 7. Thế các bạn nhìn thấy không? Như vậy là thì chỉ riêng những các cái bệnh nhân mà có những các cái đợt mà gút cấp tính thì đã được là 7 điểm. Trong đó thì 8 điểm thì đã được coi là đã được chẩn đoán xác định. Thế mà nếu bệnh nhân có cái atrophy mà tôi vừa nhìn chiếu cho các bạn thì đã được 11 điểm. Như vậy tiêu chuẩn ACEA ELA năm 2015 là hoàn toàn có thể giúp chúng ta chẩn đoán xác định dựa trên những cái tiêu chí về lâm sàng. Đấy, các bạn lưu ý cái điều đấy nha. Tuy nhiên trong những trường hợp mà gút nó lại có những trường hợp mà gút mới hoặc là có những các biểu hiện mà nó không điển hình mà khó chẩn đoán ra được thì chúng ta lại phải tiếp tục đi làm các xét nghiệm. Ví dụ như là cái tiêu chuẩn cái mới ở trong cái so với Bennett Up, đó là làm axit uric máu. Các bạn nhìn thấy là cái phân tầng axit uric rất là rõ ràng. Thì trong cái cứ 120 phân tầng 120 micromol trên lít. Và nếu mà các bạn nhìn thấy là với cái từ 240 trên 360 là được coi là chuẩn, là bình thường. Nhưng mà nếu mà chỉ cần từ 360 trên 360 micromol trên lít đấy, là các bạn đã được tính điểm rồi. Mà đến lớn hơn 600 là còn được 4 điểm. Còn ít hơn 240 thì là trừ đi mất 4 điểm. Thế tóm lại xét nghiệm dịch khớp thì có lẽ nếu không làm, không phát hiện thì lại trừ 2 điểm. Thế thì cái thứ hai, tức là như vậy là nếu mà axit uric máu làm xét nghiệm thì các bạn làm tối đa là được 4 điểm. Chẩn đoán hình ảnh thì các bạn cũng tối đa ở đây lại các bạn được 8 điểm. Ví dụ như là nếu bạn phát hiện trên siêu âm có dự đường đôi hoặc đếch cái hình xanh xanh như tôi nói các bạn, một trong hai cái dương tính thì được 4 điểm. Bào mòn trên x-quang với hình ảnh tôi vừa trình bày các bạn có khuyết xương, rồi hốc xương, rồi có gai xương thì là được 4 điểm. Thì như vậy là chẩn đoán xét nghiệm hình ảnh là được 12 điểm. 12 điểm cũng vượt quá 8 điểm rồi. Thì như vậy là các bạn thấy không? Tức là đối với trường hợp mà viêm khớp không điển hình, không đủ tiêu chuẩn chẩn đoán thì các bạn có thể bước vào làm luôn các xét nghiệm này. Và một điều rất là phấn khởi là nếu mà như vậy thì các bạn cũng đã, nếu mà là tất cả cái này đều có thì các bạn được 12 điểm, tức là vượt cái yêu cầu để chẩn đoán là 8 điểm để chẩn đoán cái lupus là gút. Thế như vậy thì là các bạn thấy không? Nếu mà các bạn chỉ làm cái xét nghiệm các bạn cũng có khả năng chẩn đoán xác định được bệnh gút. Như vậy là ưu điểm của cái đồng thuận châu Âu Mỹ năm 2015 là có thể chẩn đoán được gút ở cả cái vấn đề về cái gút điển hình trên lâm sàng hoặc là cái gút mà không điển hình. Đấy, thì cái này là cái điều mà mới mà các bạn nên lưu ý và các bạn có thể áp dụng một cách thoải mái. Và các bạn thấy rằng là cái biên độ điểm ở đây rất là cao, là đến 23 điểm, tức là gần gấp 3 lần so với cả
cái số điểm cut off để đủ để coi như là chẩn đoán bệnh. Thế thì như vậy thì là các bạn, đây là một quy chuẩn rất là tốt, chúng tôi đánh giá rất là cao và các bạn cũng có thể là làm được cái tiêu chuẩn này. Tuy nhiên là hiện nay Việt Nam thì vẫn chủ yếu là dùng tiêu chuẩn của BNSU 568 bởi vì là nó lâm sàng và đơn giản. Còn cái này thì cái vấn đề hình ảnh thì là nó tương đối, nó không phải đơn giản, không phải có thể thực hiện được với cả bất kỳ, ở bất kỳ cái cơ sở y tế nào. Tuy nhiên nếu mà các bạn mà nghi ngờ thì các bạn có gửi đến những các cái cơ sở điều trị, ví dụ như là những khoa cơ xương khớp thì là đều có thể là thực hiện được tất cả những cái này. Thế thì cái phần như vậy là cái phần 1 là các bạn đã xong, là các bạn đã chẩn đoán được bệnh. Nhưng mà trước đây thì là nếu mà các bạn bảo em thưa thầy bệnh nhân bị gút, thế là các bạn là được hoành tráng, u rồi chẩn đoán ra bệnh quá tuyệt vời. Chưa phải. Nếu mà thế thì hiện nay thì các bạn chỉ được có 4 điểm thôi. Bởi vì trên thực tế các bạn phải chẩn đoán 7 tiêu chí cơ. Và cả bệnh chính, bệnh kèm theo cơ. Nên đơn ra là các bạn phải bắt đầu tiến hành ngay khẩn trương tiếp đến phần thứ hai, các bạn chẩn đoán nguyên nhân, nguyên phát, thứ phát hay là bất thường về enzyme, hoặc là cái đặc biệt ở đây tôi nhấn mạnh các bạn hút cho thuốc. Thì có đến khoảng 100 cái bệnh mà một loại thuốc có thể gây tăng acidic máu, đặc biệt là corticosteroid. Những các thống kê nghiên cứu của khoa khớp bệnh viện Mai cho thấy rằng là corticoid là cái có đến 60% những các cái bệnh nhân gút lạm dụng corticoid, lạm dụng một cách vô tình hay là cố ý. Vô tình là các bác sĩ họ cho nhiều quá, họ tưởng nhầm với cả viêm phổi thấp, họ cho vô ý là do là uống những các thuốc đông tây y thì bắt đầu thêm corticoid vào, và đấy là vô tình. Hoặc là chú ý là khi mà họ thấy đỡ thì cứ sau này chẳng cần bác sĩ nữa, họ cũng tự ra hiệu thuốc họ mua. Thế nhưng trên thực tế tất cả những cái cuối cùng đấy, sự thiếu tuân thủ cái vấn đề điều trị đều gây nên những thảm họa. Nên như các bạn đều biết đấy. Thế thì có một cái điều mà các bạn nên lưu ý rằng khi mà thầy Ngọc hỏi thi các bạn, thì thầy Ngọc hỏi cái loại thuốc nào mà gây nên cái gút thứ phát thì rất nhiều bạn lại trả lời cứ lòng ba lòng vòng. Ví dụ các bạn nói là aspirin, hay các bạn thuốc lợi tiểu, thuốc chống lao, thuốc ung thư, những cái đấy là rất là hiếm gặp. Bởi vì là cái aspirin ấy thì trên thực tế thì các bạn phải đến khoa tim mạch các bạn mới tìm được những các cái bệnh nhân dùng aspirin, ví dụ như thế. Các bạn đến khoa thận hay là khoa tim mạch các bạn tìm thấy những các cái bệnh nhân mà uống lợi tiểu. Thế nhưng mà ở khớp thì họ có uống aspirin, uống thuốc lợi tiểu đâu. Thế nhưng mà trên thực tế như họ lại dùng rất nhiều corticosteroid. Đấy, nên các bạn nên lưu ý khi mà các bạn muốn đạt điểm cao thì các bạn sẽ nói là em thưa thầy là corticosteroid. Thế là thầy Ngọc biết ngay là các bạn đã đi nghe thầy Ngọc giảng rồi. Chứ còn nếu mà các bạn mà cứ lòng ba lòng vòng, cứ aspirin lợi tiểu là các bạn chỉ mới thuộc trong sách vở thôi. Và thầy Ngọc biết ngay là các bạn không đi nghe giảng, nói thật luôn. Chỉ có những các cái bạn nào mà chịu khó đi nghe thầy Ngọc giảng thì mới trả lời được câu hỏi của thầy Ngọc thôi. Trên khi mà thi tốt nghiệp hoặc là thi quốc gia thứ. Thế còn những các bạn mà không đi nghe giảng thì không bao giờ có thể trả lời được câu hỏi của thầy Ngọc. Thế các bạn lưu ý cái điều đấy. Thầy Ngọc cái công nghệ kiểm tra thi của thầy Ngọc rất là nhanh. Nghe cái bạn nói cũng đã biết ngay là bạn có đi nghe thầy Ngọc giảng hay không về lý thuyết. Thế thì bây giờ cái tiếp theo về các cái tiếp theo đấy là cái đến phần thứ ba trong 7 tiêu chí đấy là các thể bệnh gút, thì các bạn biết cấp tính, mạn tính, không điển hình. Thế thì các bạn nhìn thấy có những thể rất là không điển hình. Ví dụ bệnh gút là có thể là có những bệnh nhân có biểu hiện giống như viêm khuyết thận thấp hay viêm cột sống dính khớp. Các bạn có rất nhiều người chẩn đoán là viêm cột sống dính khớp hay viêm khớp nhiễm khuẩn hay lao khớp, nhưng trên thực tế đấy chính là gút đấy.
Bình Ngọc sang Pháp giảng bài cho bác sĩ của 15 nước cộng đồng Pháp ngữ. Đấy, thì là giảng về gút thì học đến 20 cái thể bệnh không điển hình của bệnh gút. Các bác sĩ ở đấy họ ít có những kinh nghiệm điều trị trên lâm sàng những bệnh nhân, nên họ không chẩn đoán ra bệnh được. Và đến khi mà gặp thể không điển hình thì họ chịu luôn. Nhưng ở Việt Nam thì rất nhiều những thể không điển hình, nên ra là chúng ta vẫn có thể chẩn đoán được, và chẩn đoán thậm chí còn tốt hơn là các cái bác sĩ ở nước ngoài. Khi bây giờ chẩn đoán giai đoạn bệnh thì trên thực tế thì các bạn nên nhớ rằng là cái tăng axit uric máu đơn thuần thì nó là cái trạng thái như là tiền gút thôi, chứ còn chưa có triệu chứng thì cũng các bạn cũng chưa được chẩn đoán là gút, nhưng các bạn chỉ nốt là cái tăng axit uric máu thôi. Vì người ta thấy rằng có những trường hợp mà phải đến 20 năm sau thì mới phát triển thành bệnh gút. Thế nhưng mà gút mà cái như vậy các bạn thấy, nếu mà tăng axit uric máu mà không có triệu chứng, không có viêm khớp thì các bạn cũng chưa được chẩn đoán là gút ngay nhá. Đây là cái gút cấp của gút mãn tính. Thì các bạn ở đây các bạn lưu ý rằng cái thể bệnh với dạng bệnh đây nó tương đối, nó trùng nhau, nên khi mà các bạn tổng hợp lại thì các bạn chỉ cần biết là gút cấp tính hay gút mãn tính thôi, chứ không cần giai đoạn bệnh. Mức độ hoạt động của bệnh thì các bạn dựa trên những các cái đặc điểm Tây Ngọc vừa nói bạn, là mức độ viêm khớp hay những độ rối loạn về viêm, hay là tổn thương trên X quang, hay là mức độ tàn phế của bệnh. Thế thì cái năm 2012 của Mỹ thì nói là mức độ nặng của gút mãn tính của atrophy, thì các bạn nhìn thấy một cái đặc điểm là ở Việt Nam khi những các cái bệnh nhân gút bị nhập viện thì đều ở mức độ hoạt động bệnh nặng, bởi vì họ có rất nhiều atrophy và có biến chứng. Có những bệnh nhân của thầy Ngọc là có tới 108 atrophy và có biến chứng loét mủ rất là khủng khiếp. Các bạn nghe thấy không? Các bạn có nghe thấy không? Được rồi, thế các bạn nếu mà có vấn đề gì các bạn phải nốt lại ngay cho thầy nha, để thầy còn điều chỉnh nha. Cái vấn đề về cái biến, các bạn phải nói là biến chứng khớp, biến chứng của gút để tái khớp. Các bạn nhìn thấy, đặc biệt các bạn nhìn thấy cái nhiễm trùng atrophy là vấn đề quan trọng. Cái thứ hai là các cái cơ quan khác, đặc biệt là trên đường tiêu hóa. Thế rất là nhiều các bạn lại cứ nói vòng vèo, ví dụ như là viêm gan hay lao thứ, trên thực tế thì vấn đề rối loạn đường tiêu hóa là vấn đề quan trọng nhất, đúng không? Các bạn lưu ý cho biết tiêu hóa là một trong điều mà chúng ta cần phải lưu ý, hoặc là viêm dạ dày cần lưu ý. Thì những do thuốc thì các bạn cũng, thầy Ngọc cũng vừa mới trình bày cho các bạn rồi. Thế, ví dụ đặc điểm của bệnh nhân thì các bạn cần phải nêu ra là cái tiền sử gia đình hay không. Đấy, hay là cái yếu tố nguy cơ của mắc bệnh gút, thì có uống rượu, thuốc lá, béo phì, hay là những các cái bệnh khác hay không, hay là cái sự tuân thủ thuốc của bệnh nhân, hay lạm dụng thuốc nam, thuốc bắc, hay là corticosteroid, hoặc còn thực tế bệnh nhân, các bạn phải khai thác hết ở yếu tố này. Thế thì cái đặc điểm của bệnh nhân các bạn cũng phải lưu ý, ví dụ như bệnh nhân có thời gian mắc bệnh 20 năm, phụ thuộc corticoid, đã phẫu thuật cắt ngón chân do biến chứng nhiễm khuẩn, ví dụ như thế. Thì tất cả những các này các bạn phải khai thác tối đa. Mục tiêu để làm gì? Mục tiêu đây các bạn nhìn thấy đây, ví dụ như là các bạn nhìn thấy tiên lượng trước vấn đề béo phì, tăng gấp 3 lần nguy cơ bị gút, tăng huyết áp, tăng nguy cơ mắc gút 50%, đái tháo đường đấy, là gút là 50%, mấy bệnh nhân gút là có tiểu đường kèm theo ở giai đoạn muộn, rồi bệnh thận mãn tính đấy, gấp 3 lần. Là tất cả những các cái đặc điểm của bệnh và bệnh nhân thì các bạn thấy rằng yếu tố nguy cơ này thực sự là liên quan chặt chẽ đến biểu hiện của bệnh. Thế thì như vậy thì là nếu mà các bạn áp dụng cái phác đồ của thầy Ngọc vừa rồi thì các bạn sẽ dễ dàng chẩn đoán được bệnh chính và những các cái 7 tiêu chí bệnh chính, bệnh kèm theo, và có đầy đủ tất cả những các cái 7 tiêu chí của bệnh chính. Nếu lưu ý nhá, bệnh chính, bệnh kèm theo ở trong cái phần ghi trong phần bệnh án là chính, phải đưa vào trong phần bệnh án, còn những các cái 7 tiêu chí thì của bệnh chính là các bạn phải để ở cái phần bệnh án của sinh viên nhá. Không biết vào trong cái ấy,
không biết vào trong cái bệnh, trong hồ sơ bệnh án nha. Thì cái 7 tiêu chí này là nó giúp cho các bạn biện luận cái vấn đề về điều trị. Thì dựa trên cái 7 cái tiêu chí bệnh đấy thì các bạn sẽ đưa đến một cái nguyên tắc điều trị quan trọng. Đấy, thì 7 tiêu chí đấy là nó sẽ mở đường cho điều trị. Và cái điều trị ở đây thì nó sẽ quan trọng ở cái mức độ như thế này. Tức là nó sẽ dẫn đến cho các bạn một nguyên tắc gọi là điều trị cá thể hóa. Thế đây, nguyên tắc điều trị cá thể hóa là: một là bạn phải chẩn đoán điều trị sớm, bạn nguyên nhân, điều trị chống đợt viêm, phòng tái phát, điều trị ở giai đoạn gút mãn tính và theo dõi xử lý kịp thời tác dụng phụ. Và tóm lại đây là các bạn luôn luôn vào những nguyên tắc này các bạn phải theo liên tiếp trong cái quá trình mà follow up bệnh nhân. Thế thì cái theo những khuyến cáo mới nhất của Tổng Mỹ thì người ta, các bạn nhìn thấy rằng họ nêu ra 1, 2, 3, 4 cái loại thuốc mà dùng trong những các cái đợt, ok, chính ra là khoảng 3 thôi, trong dùng cái đợt đợt cấp của bệnh. Thế thì nếu mà đến khi mà họ dùng, có thể dùng đơn độc hoặc có thể dùng phối hợp. Thế nhưng mà khi mà những cái thuốc này nó chống chỉ định hoặc là coi như không có hiệu quả thì người ta gọi là gút kháng trị, thì người ta chuyển sang dùng cái ức chế cái interleukin 1. Nhưng mà cũng một cái vấn đề là ở Việt Nam chưa có cái loại này, thì chúng ta cứ vui vẻ chúng ta điều trị bằng những loại thuốc như thế này. Thế thì cái dựa trên những các cái ba cái loại thuốc chính thì người ta có thể là dùng đối áp dụng mỗi khi mà tùy theo cái mức độ hoạt động của bệnh. Đấy, tại sao lại quan trọng như vậy? Thầy Ngọc mới nói với các bạn là phải đánh giá được mức độ hoạt động của bệnh là vì thế. Mức độ bệnh nếu mà nhẹ, trung bình thì chỉ dùng một loại thuốc thôi. Các bạn chọn lựa một trong ba loại này. Còn nếu mà nặng, vun do nặng thì rõ ràng các bạn phải điều trị phối hợp. Nhưng mà các bạn nên lưu ý rằng là cái hạn chế dùng NSAID phối hợp với corticosteroid, bởi vì trong những các cái sách giáo khoa về bệnh học, về xương khớp thì thầy Ngọc với cô Lan các thứ cũng đã nhấn mạnh với các bạn là các bạn không nên dùng kết hợp NSAID và corticosteroid, bởi vì là nó sẽ không tăng cái hiệu quả điều trị và ngược lại là tăng tác dụng phụ thuốc. Nhưng chỉ có một con đường là cái cách phối hợp đó là như thế nào, đó là corticosteroid tiêm nội khớp với NSAID đường uống thì được. Ngoài ra thì các bạn có thể rất là free kết hợp giữa colchin NSAID và corticosteroid đường uống và colchin thì được. Đấy, các bạn nên lưu ý cái điều đấy. Thế đến khi mà một cái bệnh gút mà nó đã, khi mà cơn gút cấp đã qua đi thì các bạn có rất là nhiều những các bạn bảo ok xong rồi, thế là cứ để cho bệnh nhân đi về tự do điều trị, hoặc là bệnh nhân lại tưởng là khỏi rồi, coi như là các bạn là vui vẻ. Thế bệnh nhân ra về xong lại uống thuốc, lại ăn nhậu tung tóe, xong lại bị lại, thì cái điều đấy là sẽ không được. Và các bạn phải quyết định ngay là thái độ là điều trị dự phòng cho bệnh nhân. Thế thì cái chỉ định dùng dự phòng cái cơn gút tái phát theo cái hội thuốc của Mỹ năm 2012, đó là cái viêm chủ yếu là những các biểu hiện của gút mãn tính. Đấy, thì các bạn vẫn dùng những cái thuốc như cũ, nhưng bạn giảm liều một nửa thế thôi. Và thời gian điều trị dự phòng các bạn khoảng 3 đến 6 tháng, tức là nếu không có hạt tô phi thì các bạn chơi 3 tháng, nếu có hạt tô phi các bạn tối thiểu phải 6 tháng. Đấy, thì một cái cách đơn giản để thầy Ngọc nói với các bạn về cái vấn đề về điều trị dự phòng. Còn điều trị hạ acid uric máu thì các bạn lúc trong cái phần đầu là có những các cái trường hợp mà bệnh nhân mà có tăng acid uric máu, thì và khi mà những các cái trường hợp mà bệnh nhân bị gút cấp tính hay mãn tính vẫn có acid uric, tăng acid uric máu, thì người ta sẽ xử lý chỉ định trong trường như thế nào mà người ta điều trị các thuốc hạ acid uric máu. Ở đây thì các bạn nhìn thấy, một là theo cái hội thuốc của Mỹ thì vẫn là cái điều trị là trong trường mà bệnh nhân có biểu hiện của gút mãn tính.
ví dụ viêm khớp lớn hai đợt một năm, hạt tu phi, suy thận giai đoạn hai, có sỏi thận, bệnh khớp mãn tính, đấy là đối với trường hợp khớp mãn tính. Cái trường hợp thứ hai là đối với trường hợp mà không có triệu chứng gì cả, ví dụ như là bệnh nhân tăng axit uric máu không triệu chứng đấy, là có axit uric máu mà 480 nhưng mà bệnh nhân tuổi trẻ và có bệnh lý kèm theo, ví dụ như là tim mạch, về thận, huyết áp, tiểu đường thì điều trị luôn mặc dù không có biểu hiện khớp. ACA 5220 đã bổ sung tiếp là cái chỉ cần bệnh nhân mà có một cái đợt gút cấp đầu tiên chứ không cần phải hai đợt đâu. Đấy. Thì nếu có những các cái bệnh lý kèm theo thận, sỏi hoặc là CKD đoạn 3 hoặc axit uric lớn hơn 540 là đã điều trị luôn. Thì như vậy tóm lại là những các cái khuyến cáo này thì đa phần áp dụng cho trường hợp gút mãn tính, nhưng có một vài trường hợp áp dụng cho những trường hợp gút cấp tính hoặc là cái trường hợp mà tăng axit uric máu không có triệu chứng. Nhưng mà cái hội bạn nhìn thấy đây là những các chỉ định đấy thôi, nhưng mà cái ACA 244 có những cái mà trong hai ACA 2012 có, ví dụ như bệnh nhân nhỏ 40 tuổi này, nhưng mà cái 2020 thì họ lại nâng cái axit uric lên để là 540. Thế mục tiêu thì cũng giảm axit uric dưới 300, và nếu mà không có hạt tu phi và dưới 360, nếu mà có hạt, tức là có, nếu bệnh nhân có hạt tu phi thì phải giảm, đặt mục tiêu đích là giảm dưới 300 micromol trên lít, mà không có thì các bạn chỉ cần giảm xuống dưới 360 micromol là đủ. Thế thì các cái thuốc mà hạ axit uric máu thì các bạn, đây là cái quy trình chuyển hóa từ nhân purin đấy thành axit uric, thì có rất nhiều những các cái men. Thế thì ức chế đầu tiên là ức chế tổng hợp axit uric, tức là ức chế cái xanthin oxidase ở đây. Cái ức chế là tạo thành cái xanthin này, xanthin men, xanthin oxidase, ức chế quá trình tức là cái kích thích quá trình từ hypoxanthin biến thành xanthin. Thế thì và kích thích từ xanthin biến thành axit uric thì người ta ức chế cái men này là XOI là xanthin oxidase inhibitor, tức là thuốc ức chế cái men xanthin oxidase, thì có hai loại allopurinol và febuxostat. Thế các bạn nhớ hai loại này nhá, là được dùng trong rất nhiều trường hợp. Nhóm thứ hai là thuốc mà cái tăng thải tiết cái axit uric qua đường tiểu. À, cái quan trọng này các bạn nhìn nhé, có rất là nhiều thuốc nhưng mà dùng cái probenecid là hợp lý nhất. Và trong trường hợp mà cuối cùng khi mà cả hai cái loại này đều không có tác dụng thì người ta dùng cái thuốc chứa cái men urat oxidase, tức là nó kích hoạt cái quá trình mà nó phân hủy axit uric thành allantoin, là cái muối mà dễ hòa tan qua nước tiểu, tức là tiêu hủy luôn axit uric luôn. Thế nhưng mà cái vấn đề này thì lại không có ở Việt Nam và rất đắt, nên ra hiện tại thì các bạn cứ vui vẻ điều trị chú ý hai cái loại này. Đấy. Và đặc biệt là các bạn chú ý nhóm 1, nhóm ức chế xanthin oxidase. Thế đối với cả cái gút kháng trị thì các bạn điều trị như thế nào? Thì ở đây thì ở Việt Nam thì mình chỉ dùng cái corticosteroid ở tiêm nội khớp, còn ở nước ngoài thì người ta dùng thuốc kháng tiền đó, Vanpa, Yanakira, Canakinumab hoặc là Rilonacept. Thế thì những các cái này thì thực sự chưa có Việt Nam, thì chỉ giới thiệu cho các bạn để các bạn biết thôi. Thế về dự phòng thì các bạn nên ăn những các cái loại mà thức ăn mà chứa ít nhân purin, ví dụ như là thịt gà, lợn, cá nạc, trứng sữa hay rau củ quả, các cái hạt uống nhiều nước ngày và uống chia nhiều lần để thải tiết cái muối urat qua đường nước tiểu. Kiêng thì là những loại thịt đỏ với bia rượu, các bạn đều biết. Đấy, giảm cân béo phì, tích cực lập tập luyện thể dục và đi bộ, đi xe đạp, bơi và nước ion kiềm dầu hydro. Nước ion kiềm dầu hydro là nó rất là đơn giản, tức là vẫn là cái nước thường người ta đưa vào một cái bản cực
thì sẽ điện phân thành nước iốt. Thế thì các phân tử kiềm như là canxi, magie, kali nó biến thành nước iốt. Đấy, nó có tính kiềm. Xong rồi sau đó khi mà điện phân nước thì thành ra hydro, thì là chất chống oxy hóa. Thế thì cái máy iốt kiềm dầu hydro là nó sẽ tạo ra là nước iốt kiềm dầu hydro, nó sẽ có tác dụng là hòa tan những các cái hòa tan những các tinh thể urat, thải tăng thải qua đường thận. Cái thứ hai tức là trung hòa, mà đây là kiềm thì nó sẽ hòa tan axit. Cái thứ hai là nó sẽ những các cái phân tử mà nước iốt kiềm nó dạng siêu nhỏ, nó sẽ thấm sâu vào tế bào, nó tẩy những các cái chất tinh thể urat ra, những cái lắng đọng urat nó sẽ tẩy ra, nó sẽ móc ra và nó sẽ đưa vào vòng tuần hoàn và nó thải ra ngoài. Và cái thứ ba là cái hydro này thì là nó dụng là chống những các cái là trong tham gia trong phản ứng oxy hóa khử, nó sẽ giúp cho các bạn là chống lại các cái gốc tự do hình thành rất nhiều trong bệnh gút. Đấy, mà các bạn biết là gốc tự do là có thể là không những làm bệnh gút trầm trọng mà còn thể gây nên những các cái sơ vỡ động mạch hoặc là những các cái bệnh lý nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tăng huyết áp. Nên cái việc mà sử dụng cái nước iốt kiềm dầu hydro là có những các cái rất là nhiều những tác dụng, có đa tác dụng để giúp phòng bệnh gút. Rồi, rất là cảm ơn các bạn về cái bài đầu tiên. Các bạn có hỏi cái gì không? Bây giờ các bạn hỏi về cái đấy, các bạn có hỏi về thầy Ngọc về cái gì về cái bài này không? Mời các bạn. Các bạn cứ thoải mái nhá. Thoải mái hỏi thầy Ngọc đi. Đấy, các bạn có 247 bạn đấy, thì các bạn hỏi thoải mái đi. Bạn nào thích cái gì thì hỏi cho người nhà, cho người nhà, cho gia đình. Các bạn nốt lại cái số điện thoại của thầy Ngọc nhá. Không còn biết gì mà còn hỏi. Thì các bạn có hỏi gì nữa không?